Cô thân chào tất cả các em học sinh khối 8. Các em thân mến, hôm nay cô sẽ cùng các em tìm hiểu về nội dung ôn tập giữa học kỳ 2 của môn ngữ văn 8. Sau đây chúng ta cùng đi vào phần chi tiết các em nhé. Các em thân mến, chúng ta sẽ kiểm tra kiến thức của 3 phân môn văn, tiếng Việt, tập làm văn. Giới hạn nội dung các bài học từ tuần 1 đến tuần 8 học kỳ 2. Hình thức kiểm tra: bài luận 90 phút. Thời gian thực hiện bài kiểm tra tuần 9 học kỳ 2. Phần 1, 4 điểm. Nội dung của phần 1 sẽ hỏi chúng ta về văn bản tiếng Việt. Đề có thể cho chúng ta một đoạn văn ngắn ngữ liệu ngoài sách giáo khoa và sẽ nêu lên những câu hỏi dạng như sau. Sau khi em đọc đoạn văn, em xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn văn đó. Phần đọc hiểu, em xác định nội dung, ý nghĩa của đoạn văn. Có thể đặt một nhan đề cho đoạn văn, hoặc viết từ 3 đến 5 dòng về ý nghĩa của đoạn hay của một chi tiết đắt giá trong đoạn. Đoạn văn có thể tích hợp yếu tố tiếng Việt. Các em sẽ ôn lại phần tiếng Việt các em đã học như câu nghi vấn, câu cầu khiến, câu cảm thán, câu trần thuật, câu phủ định và hành động nói. Có thể tìm ra các kiểu câu cho biết ý nghĩa hoặc công dụng, chức năng của các kiểu câu trên. Sau đây là phần 2, 6 điểm. Tập làm văn, chúng ta sẽ làm thể loại văn nghị luận. Vận dụng kỹ năng trình bày luận điểm vào việc viết bài văn chứng minh hoặc bài văn giải thích một vấn đề xã hội gần gũi với các em như: thứ nhất, tác hại của việc học tủ học vẹt. Thứ hai, lợi ích to lớn của việc đọc sách. Thứ ba, nghị lực trong cuộc sống. Các em để làm được phần này thì các em ôn lại kiến thức về văn nghị luận chứng minh giải thích ở lớp 7, đồng thời chú ý cách sâu chuỗi các luận điểm thành một bài văn hoàn chỉnh như kiến thức đã học ở lớp 8 ở bài ôn tập về luận điểm. Phần dàn ý, gợi ý của các đề này cô đã gửi cho chúng ta ở lớp học kết nối. Các em có thể lên đấy để tải về. Các em thân mến, phần nội dung ôn tập giữa học kỳ 2 đến đây là hết. Các em cố gắng giữ sức khỏe và ôn tập tốt các em nhé. Chào các em, hẹn gặp lại các em vào những tiết học sau.